Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin thời sự quốc tế thứ hai đầu tuần ngày 5 tháng 7. Bản tin ngày hôm nay, FPC sẽ chuyển đến quý vị các tin tức chính yếu sau. Sau 7 năm đàm phán ròng rã, Hiệp định đầu tư toàn diện CIA giữa châu Âu và Trung Quốc tưởng rằng sẽ có kết thúc viên mãn, tuy nhiên cho đến nay thỏa thuận này vẫn chưa được thực thi. Mới đây, các chuyên gia Trung Quốc và các đại sứ châu Âu đã có một cuộc trao đổi nhằm tháo gỡ vướng mắc của hai bên. Tuy nhiên, cuộc trao đổi này dường như là một cuộc khẩu chiến, chẳng ai muốn nhường ai. Đặc biệt là chính sách ngoại giao chiến binh sói của Trung Quốc đang ngày càng khiến cho nhiều nước khó chịu và bất mãn. Phía châu Âu cho rằng, Trung Quốc hãy làm đúng những gì mình đã nói ra để thu hẹp thâm hụt lòng tin. Còn phía Trung Quốc lại phản pháo rằng, châu Âu đang đối xử một cách vô ơn với họ và cứ như một con mèo sao chép của Mỹ. Cụ thể hơn về cuộc đối thoại này sẽ có trong phần tin chi tiết một lát nữa. Một số tin tức đáng chú ý khác. Tướng chỉ huy hàng đầu ở Afghanistan cảnh báo, việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan có thể dẫn đến sự xung đột toàn cầu. Theo đó, người dân Afghanistan đang tìm cách tháo chạy trước sự trở lại của Taliban khi Mỹ rút quân. Ở một diễn biến khác, lực lượng an ninh Myanmar ập vào nhà quan chức Đại sứ quán Nhật Bản. Người Malaysia giương cao cờ trắng khi nạn đói tràn lan. Lũ lụt nghiêm trọng ở bán đảo Crimea. Thảm họa cháy rừng ở đảo Sip, nhiều khu rừng và hàng chục ngôi nhà bị thiêu rụi. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Mời quý vị đến với phần tin chi tiết. Các chuyên gia Trung Quốc và các đại sứ châu Âu ở Bắc Kinh vừa có một cuộc trao đổi về thỏa thuận đầu tư CIA mà cả hai đã đàm phán ròng rã suốt nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa được thực thi. Theo đó, các chuyên gia hai bên đã có cuộc nói chuyện khá là gay gắt khi sự xung khắc về hệ thống chính trị ngày càng rõ nét, đồng thời sự hung hăng trong chính sách chiến binh sói của các nhà ngoại giao Trung Quốc khiến cho châu Âu cảm thấy rất khó chịu. Sau 7 năm đàm phán, Hiệp ước đầu tư toàn diện giữa EU và Trung Quốc đã được ký kết vào tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên đến nay, Hiệp ước này vẫn chưa được Nghị viện châu Âu phê chuẩn do hai bên không ngừng trừng phạt ăn miếng trả miếng với nhau. Một loạt các tranh chấp ngoại giao đã xảy ra và nhiều thành viên của khối EU cũng ngày càng chỉ trích Trung Quốc về sự bùng phát virus corona. Trong một diễn đàn hòa bình thế giới vừa diễn ra ở Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh vào Chủ nhật ngày 4 tháng 7 cho thấy, sự xung khắc rõ ràng giữa Trung Quốc và khối EU. Tại diễn đàn, các nhà ngoại giao châu Âu đã bày tỏ sự không hài lòng trước chính sách ngoại giao chiến binh sói của Trung Quốc và cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Trong khi đó, các học giả Trung Quốc thì chỉ trích châu Âu mù quáng đi theo sự dẫn dắt của Mỹ để kiềm chế họ. Ông Nicolas Chakri, đặc phái viên hàng đầu của Liên minh châu Âu tại Bắc Kinh cho biết, thái độ phòng thủ của Bắc Kinh đối với những lời chỉ trích bên ngoài và tuyên bố của họ rằng hệ thống của Trung Quốc vượt trội hơn so với phương Tây đã khiến cho người châu Âu đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có đang thách thức nền tảng chính trị của các nước dân chủ hay không. Trong 18 tháng qua, không gian chính trị cho sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau đã bị ảnh hưởng tiêu cực. Chúng tôi lo ngại rằng những thái độ không chỉ mang tính quyết đoán mà còn trở nên quá hung hăng khiến chúng tôi không thích, ông Nicolas Chakri nói. Cũng tại diễn đàn, đại sứ quý tại Trung Quốc Luca Ferrari cho biết, sự mất lòng tin ngày càng tăng đối với Trung Quốc không liên quan đến thế hệ tư tưởng và chủng tộc, nó liên quan nhiều hơn đến kinh tế, dịch bệnh và ngoại giao chiến binh sói. Vào tháng 5 vừa qua, sau một cuộc bỏ phiếu, các nhà lập pháp châu Âu đã quyết định đóng băng Hiệp ước CIA mà Trung Quốc và EU đã ròng rã suốt 7 năm mới đạt được thỏa thuận. Quyết định của EU được đưa ra sau khi Bắc Kinh công bố các lệnh trừng phạt đối với họ, nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của EU lên Trung Quốc về cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Bắc Kinh khẳng định rằng họ có quyền đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây và nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ không dung thứ cho việc can thiệp vào việc nội bộ của mình. Zhu Hong, một chuyên gia về quan hệ Trung Quốc-EU của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, EU đã tập trung quá nhiều vào những khác biệt của họ với Trung Quốc, dẫn đến việc đình chỉ một thỏa thuận mà mất đến 7 năm để đàm phán. Là một người Trung Quốc, tôi khó có thể hiểu được những định nghĩa của sự cạnh tranh mang tính hệ thống. Chúng tôi biết chúng tôi đến từ các hệ thống khác nhau. Chúng tôi đã cố gắng học hỏi lẫn nhau để cùng chung sống hòa bình và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng tôi không hiểu tại sao đột nhiên sự khác biệt của hệ thống xã hội của chúng ta lại trở thành một vấn đề lớn như vậy. Trong phần hỏi và trả lời, ông Zhang Xisuo, nguyên phó giám đốc Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, còn mạnh mẽ cho rằng châu Âu đang đối xử một cách vô ơn đối với sự đầu tư của Trung Quốc và chỉ đơn giản là đi theo Mỹ. Khi nào EU sẽ có chính sách độc lập của riêng mình, không giống như con mèo sao chép của Mỹ, ông Zhang nói. Đặc phái viên hàng đầu của Liên minh châu Âu Nicolas Chakri cho rằng cả hai bên cần giữ các kênh liên lạc cởi mở và kêu gọi Bắc Kinh xem xét lại các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lập pháp châu Âu. Sự khác biệt về chính trị là rõ ràng, nhưng 40 năm qua chúng ta đã vượt qua được. Vậy tại sao bây giờ thì không? Chúng ta không thể vượt qua thâm hụt lòng tin sao? Ông Chakri đáp lại các lời nói trên của các chuyên gia Trung Quốc. Ngoài ra, ông Chakri còn nói thêm rằng, mặc dù các nhà đàm phán châu Âu coi CIA là một thỏa thuận tốt,
nhưng họ đã bị chèn ép bởi các biện pháp đối phó của Trung Quốc và Trung Quốc phải tạo ra không gian chính trị để khôi phục thỏa thuận. Ông Jeff Kwee nói, các biện pháp đối phó của Trung Quốc đã ngăn chặn việc phê chuẩn CIA. Trung Quốc quyết định nhắm vào các thành viên quốc hội và trong một nền dân chủ, bạn nhắm mục tiêu vào các thành viên quốc hội là bạn nhắm vào cả đất nước. Nếu muốn có thỏa thuận, Trung Quốc cần phải sửa đổi chính sách đó. Trung Quốc có thể thực hiện các bước để hoàn tất các phần hoặc tất cả các cam kết mà Trung Quốc đã đưa ra theo thỏa thuận. Trung Quốc có thể phê chuẩn các công ước quốc tế về lao động cưỡng bức trước tiên và mở ra các lĩnh vực mới cho các khoản đầu tư của châu Âu. Chúng tôi cần một số tín hiệu tích cực về CIA để chúng tôi có thể quay lại với quốc hội và nói, hãy nhìn xem, Trung Quốc làm đúng với những lời nói của mình, các cam kết của Trung Quốc rất đáng tin tưởng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình về hiệp định CIA giữa châu Âu và Trung Quốc. Hãy luôn đón xem FBNC trên các nền tảng digital. Còn bây giờ xin được chuyển sang các tin tức khác. Cuộc chiến dài nhất lịch sử suốt hơn 20 năm của Mỹ tại Afghanistan sắp kết thúc, nhưng cũng mở ra một tương lai bất ổn cho quốc gia Nam Á. Vào hôm Chủ nhật vừa qua, chỉ huy hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ đã cảnh báo nước Mỹ cần phải cảnh giác cao độ khi quân đội triệt thoái khỏi Afghanistan trong năm nay. Tướng Scott Miller, chỉ huy hàng đầu của Hoa Kỳ tại Afghanistan nói trong một lần xuất hiện trên chương trình This Week của đài ABC, tôi nghĩ rằng cuộc chiến này mang lại nhiều bài học lớn, tất nhiên không phải tất cả đều tích cực, nhưng chúng tôi vẫn có thắng lợi nhất định. Vì vậy, chúng tôi sẽ tán dương những thành quả đạt được và học hỏi kinh nghiệm từ những sai lầm. Nhìn nhận một cách trung thực về bản thân là rất quan trọng cho những bước tiến và định hướng trong tương lai. Tướng Miller nhấn mạnh, chúng ta không được phớt lờ tình hình ở Afghanistan. Trước đó vào cuối tháng 6, tướng Miller đã đưa ra lời cảnh báo rằng tình hình an ninh ở Afghanistan không mấy sáng sủa khi Hoa Kỳ rút quân khỏi đất nước này và sự trỗi dậy của phiến quân Taliban. Theo ông, Taliban đẩy mạnh các cuộc tấn công từ khi Mỹ bắt đầu rút quân vào tháng 4. Phe phiến quân đã giành quyền kiểm soát hàng chục quận huyện và liên tục gây ra rất nhiều khó khăn cho quân đội chính phủ Afghanistan. Và điều đó sẽ không mấy tích cực trong tương lai nếu chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch quân sự để tiếp quản đất nước. Vào tháng 4, Tổng thống Biden thông báo sẽ rút khoảng 3.500 quân Mỹ còn lại ở Afghanistan và khoảng 7.000 binh sĩ NATO sẽ rút khỏi vào ngày 11 tháng 9 tới. Kế hoạch này đánh dấu kết thúc của cuộc chiến kéo dài 20 năm do Tổng thống Jeb Bush phát động nhằm trả thù vụ tấn công do Al-Qaeda thực hiện. Tổng thống Biden khẳng định trong thông báo rút quân, quân đội của chúng tôi đang trở về nhà, nhưng những cam kết về ngoại giao, kinh tế và nhân đạo của Mỹ đối với người dân Afghanistan, cũng như sự hỗ trợ cho lực lượng quốc phòng và an ninh quốc gia Afghanistan vẫn sẽ duy trì lâu dài. Hiện tại, Hoa Kỳ đã hoàn thành rút một nửa quân số. Một số đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Biden về quyết định này. Họ cho rằng sự vắng bóng của Hoa Kỳ trong chiến trường này có thể dẫn đến các cuộc xung đột toàn cầu hoặc các cuộc tấn công khủng bố vào phương Tây trong tương lai. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện đã bày tỏ, việc rút các lực lượng Hoa Kỳ khỏi Afghanistan ngay lúc này là một sai lầm nghiêm trọng. Đó là một cuộc rút lui khi kẻ thù chưa hoàn toàn bị tiêu diệt và đó là một bước lùi trong vai trò lãnh đạo của Mỹ. Trước tình hình Mỹ rút quân khỏi Afghanistan sẽ khiến cho phiến quân Taliban trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ, hàng trăm người dân Afghanistan xếp hàng tại văn phòng hộ chiếu của Kabul để tìm đường tháo chạy trước khi lực lượng phiến quân giành quyền kiểm soát hoàn toàn đất nước này. Vốn tự xưng là phong trào Hồi giáo chính thống, lực lượng Taliban đã áp đặt nhiều quy định nghiêm ngặt tại các khu vực mà họ chiếm được. Có thông tin cho rằng, Taliban đã ban hành một bộ quy tắc đối với cư dân ở tỉnh Takhar, bao gồm cả việc bắt buộc để rau và của hồi môn. Người Afghanistan vốn đang quay cuồng với đói nghèo, lạm phát tăng cao và tình trạng vô luật pháp. Họ lo ngại rằng sự trở lại của Taliban có thể dẫn đến hệ quả tàn khốc, đặc biệt là cuộc sống của phụ nữ sẽ bị đảo lộn. Sultana Karimi, một nhân viên thẩm mỹ viện ở Kabul chia sẻ, phụ nữ sẽ phải giấu mình và buộc sẽ phải mặc puwa, trang phục che phủ toàn bộ cơ thể, chỉ trừ một phần nhỏ ở mắt thì mới có thể ra khỏi nhà. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, số người rời khỏi Afghanistan đã tăng gấp 3 lần và khoảng hơn 500.000 người đã di cư trong 6 tháng qua. Iran và Afghanistan, hai nước Cộng hòa Hồi giáo có chung đường biên giới với Afghanistan, tiếp đón số người di cư nhiều nhất. Ước tính có khoảng 3 triệu người Afghanistan đang sinh sống ở Pakistan, chủ yếu là người tị nạn, và 3,5 triệu người khác sống ở Iran. Người Afghanistan cũng là một trong những nhóm người tị nạn tìm đường sang châu Âu nhiều nhất thông qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Một thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016 đã ngăn chặn phần lớn dòng người tị nạn và di cư sau khi một lượng lớn người xin tị nạn vào châu Âu. Afghanistan là quốc gia có số người di cư nhiều thứ ba trên thế giới, chỉ sau Syria và Cộng hòa Dân chủ Congo. Như chúng ta biết, lực lượng phiến quân Taliban đã bị đánh bật và lật đổ vào năm 2001 sau cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và các đồng minh NATO. Đến nay, Taliban đã dần giành lại quyền kiểm soát một số khu vực ở Afghanistan, bao gồm huyện Tagab ở tỉnh Khasiba, Sikandarpanda ở vùng biên giới Afghanistan, Tajikistan và tỉnh Takhar ở phía đông bắc khi Mỹ dần rút quân.
Tiếp tục với những thời sự căng thẳng của thế giới là tình hình diễn ra ở Myanmar. Cuộc chính biến tại Myanmar suốt 5 tháng qua đã khiến cho hàng trăm người dân thiệt mạng và đất nước này lẫn quẩn trong tình trạng bất ổn và khủng hoảng. Mới đây, các lực lượng an ninh Myanmar còn mạnh bạo ập vào nhà một quan chức đại sứ quán Nhật Bản tại thành phố Yangon khi chưa được phép, đã khiến cho giới chức xứ Anh Đào vô cùng quan ngại. Nguồn tin cho biết thêm rằng, sự việc diễn ra vào ngày 17 tháng 4 năm 2021 tại một khu chung cư có nhiều cư dân nước ngoài. Theo đó, các nhân viên an ninh Myanmar đã xông vào nhà quan chức thuộc Cơ quan Hợp tác Nhật Bản hay JICA và chĩa súng vào các thành viên gia đình của quan chức này. Sau đó, lực lượng đã sớm rời khỏi nhà và không có bị thương vong trong vụ đột kích này. Mục đích của hành động này vẫn chưa rõ ràng. Ngay sau đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar cho biết họ đã phản đối vụ việc trên với phía Myanmar khi cho rằng hành động đột kích trên là vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Vụ việc nhạy cảm trên diễn ra vào thời điểm quân đội Myanmar đang đẩy mạnh bắt bớ và giam giữ những người ủng hộ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi. Đây không phải là lần đầu Nhật Bản lên tiếng phản đối hành động của lực lượng vũ trang Myanmar, khi trước đó nhà báo Nhật Bản Kitazumi Suzuki đã bị quân đội bắt giữ vào ngày 18 tháng 4 năm 2021. Anh được thả khoảng một tháng sau đó. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Đông Nam Á, Malaysia không chỉ đang chịu sự tấn công của COVID-19, mà còn phải chống chọi với nạn đói khi nước này đóng cửa để chống dịch. Các lá cờ trắng đã được nhìn thấy tung bay bên ngoài các ngôi nhà và các tổ chức cứu trợ nghèo đói trên khắp Malaysia trong tuần qua, khi người dân kêu gọi hỗ trợ thực phẩm và nhiều vấn đề khác. Hình ảnh này làm gợi nhớ đến những cuộc biểu tình tương tự đã xảy ra ở các quốc gia Nam Mỹ như Guatemala và El Salvador vào năm ngoái. Một chiến dịch truyền thông trên các mạng xã hội đã được bắt đầu vào hôm thứ Hai bằng hashtag Banderabutio cờ trắng. Các nhà tổ chức cộng đồng nói với This Week in Asia rằng chiến dịch này là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự tuyệt vọng về kinh tế mà hàng trăm nghìn gia đình có thu nhập thấp ở Malaysia đã phải trải qua trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Muhyiddin Yassin đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19. Để xoa dịu tinh thần của người dân, Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã công bố một loạt các biện pháp kích thích mới vào đầu tuần này sau khi ông ra lệnh đóng cửa toàn bộ vào ngày 1 tháng 6. Bao gồm gói 150 tỷ ringgit tương đương 36 tỷ đô la tiền mặt sẽ được chuyển trực tiếp đến các nhóm thu nhập thấp và trung bình. Với các hộ gia đình nghèo nhất sẽ nhận được khoảng 1.300 ringgit tương đương 312 đô la mỗi người. Tuy nhiên, gói viện trợ này của chính phủ vẫn chưa thể giải ngân ngay cho đến tháng 8, dù cho nhiều người yêu cầu được hỗ trợ lúc này. Theo South China Morning Post, một cảnh sát tiết lộ vào ngày 1 tháng 7 rằng đã có 468 người tự sát ở Malaysia trong 5 tháng đầu năm nay, trong khi đó số người tự sát trong cả năm 2020 là 631 người và năm 2019 là 609. Chuyển sang các tin tức khác, một số khu dân cư ở khu vực Bachisarai thuộc bán đảo Crimea do Nga sáp nhập đã bị ngập lụt vào Chủ nhật ngày 4 tháng 7 do mưa lớn. Theo một cơ quan do Nga hậu thuẫn, tổng cộng là 64 người đã được sơ tán khỏi 4 khu định cư, trong đó có 21 trẻ em và một người đang mất tích. Lũ lụt bắt đầu vào giữa tháng 6, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của các thành phố chính trong khu vực Yantan, Sevetopol và Kerch. Được biết, với đường phố bờ biển nhấp nhô và khí hậu ôn hòa, Crimea là điểm đến ưa thích của giới quý tộc Nga vào thế kỷ 19 và các kỳ nghỉ do nhà nước Liên Xô tài trợ. Kể từ khi bị Moscow sáp nhập, Crimea tiếp tục là điểm đến nổi tiếng của khách du lịch Nga, với việc các nhà chức trách đầu tư rất nhiều để kết nối bán đảo với miền nam nước Nga thông qua một cây cầu đường bộ và đường sắt lớn. Trong khi đó, Ukraine không muốn điều này và họ nói rằng họ muốn lấy lại bán đảo. Một thông tin cuối cùng cũng rất đáng được quan tâm của bản tin ngày hôm nay, đó là quốc đảo ở phía đông Địa Trung Hải đang phải hứng chịu thảm họa cháy rừng khủng khiếp nhất từ trước đến nay. 4 người đã thiệt mạng trong ngày thứ 2 bùng phát đám cháy, nhiều khu rừng và hàng chục ngôi nhà đẹp như tranh vẽ đã bị thiêu rụi. Các cơn gió mạnh thổi bùng ngọn lửa gây ảnh hưởng ít nhất là 10 khu vực, trải rộng trên diện tích 50 km2, khoảng 19 dặm vuông. Các ngọn đồi quanh dãy núi Taurus vốn được bao phủ bởi rừng thông và các cây bụi rậm rạp. Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên khu vực, Tổng thống Sip Nikos Anastasiadis đã nói rằng: "Thật không may, đó là một trong những thảm họa cháy rừng có sức hủy diệt lớn nhất mà chúng tôi từng trải qua." Ông cũng cam kết rằng chính phủ sẽ sát cánh và hỗ trợ tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của thảm họa này là các ngôi làng đẹp như tranh vẽ, nhưng chúng có nguy cơ bị biến mất. Các nhân chứng cho biết rằng những sườn núi được bao phủ bởi những vườn thông tươi tốt và những vườn cây ăn quả đã bị thiêu rụi và biến thành những gốc cây cháy đen trên một khung cảnh cằn cỗi xám xịt. Một người nông dân đã đứng khóc và cho rằng sẽ mất ít nhất là 10 năm chúng mới phát triển trở lại. Các nạn nhân được cho là công dân Ai Cập đã thiệt mạng gần Odu, một khu vực miền núi nằm ở phía bắc các thành phố Limassol và Manaka. Bộ trưởng Nội vụ Sip Nikos Neuri cho biết, tất cả các chỉ dấu đều chỉ ra rằng 4 nạn nhân đã mất tích từ hôm qua.
Cơ quan điều hành châu Âu, Ủy ban châu Âu thông tin rằng các máy bay cứu hỏa đã cất cánh từ Hy Lạp để tham gia dập lửa với Cyprus, và bên cạnh đó, Ý cũng đang có kế hoạch triển khai các lực lượng cứu hỏa trên không. Ngoài ra, Israel cũng cam kết cung cấp các hỗ trợ và điều máy bay từ căn cứ quân sự của Anh trên đảo Cyprus. Bên cạnh đó, vệ tinh quan sát trái đất Copernicus của châu Âu cũng đã được kích hoạt khẩn cấp để cung cấp bản đồ, đánh giá thiệt hại các khu vực bị ảnh hưởng, Ủy ban châu Âu cho biết trong một tuyên bố. Nguyên nhân của đám cháy đang được xác định làm rõ, nhưng có khả năng đó bắt đầu vào thứ Bảy ngày 3 tháng 7. Hiện tại, Cyprus đang phải hứng chịu nhiệt độ cao trong những tháng mùa hè, với nền nhiệt độ trong những ngày gần đây vượt ngưỡng 40 độ C, 140 độ F. Ngoài ra, theo thông tin từ cảnh sát, thì họ tiến hành thẩm vấn một người 67 tuổi, được cho là có liên quan đến vụ cháy này. Bản tin thời sự quốc tế đến đây đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.